Mời quý vị và các bạn đón xem chuyên mục Tra địa phương do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Như Xuân thực hiện tuần này. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình: huyện Như Xuân tổ chức hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở; Như Xuân phát triển mô hình mới từ trồng nấm linh chi; truyền thông phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xâm hại trẻ em. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, huyện ủy Như Xuân đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng ở cơ sở, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng. Đảng bộ huyện Như Xuân hiện có 37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ cơ sở và 16 chi bộ. Trong thời gian qua, huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đại hội đúng quy trình, đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp. Công tác chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn. Văn kiện của các đảng bộ, chi bộ đều thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến đóng góp theo quy định và được thông qua Ban Thường vụ huyện ủy mới tiến hành đại hội. Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ đều bám sát đề cương và hướng dẫn của cấp trên, đánh giá sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể có tính khả thi. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 xác định được mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể đã thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy. Các bài tham luận tại đại hội được chuẩn bị khá tốt, bảo đảm được thời gian phát biểu theo quy chế làm việc của đại hội. Nội dung đóng góp phong phú, đóng góp cho báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, phản ánh thực tế một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm như nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, công tác giảm nghèo bền vững, nhiệm vụ chính trị của ngành, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, công tác phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua các thành công đại hội, tôi nhận thấy rằng là công tác chuẩn bị nghiêm túc, đúng với quy định, đặc biệt là công tác nhân sự được lựa chọn sàng lọc những đồng chí đủ đức đủ tài bầu vào ban chấp hành khóa mới. Tôi cho đây đại hội thật sự là dân chủ. Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 3 tháng 6 năm 2020, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc của huyện Như Xuân đã tổ chức xong đại hội. Quá trình diễn ra đại hội bảo đảm theo đúng nội dung chương trình, thực hiện đúng nội quy, quy chế đại hội đã đề ra. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đã được thực hiện theo đúng quy định, phát huy được tính dân chủ, bảo đảm đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Trong thời gian qua, huyện ủy Như Xuân đã tổ chức các đoàn công tác đến dự và chỉ đạo đại hội các chi bộ, đảng bộ. Qua đánh giá, 100% chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội đảm bảo đủ 4 nội dung theo chỉ thị 35 CTTU. Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Cát chuẩn bị rất chu đáo, công phu, từ báo cáo cho đến nhân sự, các chi bộ ở các khu phố thực hiện đại hội, các báo cáo đã đạt được rất nhiều các cái điều kiện và các ý kiến phát biểu thì đi vào trọng tâm. Những đồng chí được bầu vào cấp ủy là có năng lực, có trình độ. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định về phòng chống dịch. Qua cái quá trình chuẩn bị thì thấy rằng là các đơn vị đều bám sát cái đề cương hướng dẫn của huyện ủy và nội dung báo cáo chính trị đều đánh giá rất là khách quan, kỹ lưỡng, sát với tình hình của từng địa phương và đề ra cái chủ trương nó phù hợp với cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới. Vì vậy cho nên là các đại hội, các đảng bộ đã thảo luận kỹ và đề ra cái chủ trương rất là rõ và có cái tính chiến đấu cao trong cái nhiệm kỳ mới 2020-2025. Sau thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề để huyện ủy Như Xuân phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tổ chức thành công đại hội đại biểu huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Như Xuân đã triển khai nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Trong đó, việc triển khai mô hình trồng nấm linh chi thử nghiệm tại một số hộ gia đình, hợp tác xã trên địa bàn huyện bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Công đoàn xã Thanh Lâm là một trong những địa chỉ tham gia mô hình trồng thử nghiệm nấm linh chi với 1.500 phôi giống ban đầu. Qua thời gian chăm sóc, nấm linh chi phát triển rất tốt, có tai nấm to đều, độ dày đạt chuẩn và mô hình đã được đoàn viên công đoàn thu hoạch với sản lượng khá cao và sản phẩm được người dân ưa chuộng. Hộ gia đình anh Lê Huy Thanh ở khu phố Mỹ Ré, thị trấn Yên Cát cũng đầu tư trồng 1.000 phôi giống nấm linh chi với số tiền 12 triệu đồng. Sau khi được hướng dẫn của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, sản xuất theo đúng quy trình thì nấm phát triển rất tốt. Theo thời gian thì chỉ còn khoảng một tuần nữa là gia đình anh có thể thu hoạch lứa nấm đầu tiên. Ước tính 1.000 phôi nấm sẽ cho gia đình anh thu về một tạ nấm tươi với giá thị trường hiện nay là 300.000 đồng một cân tươi. Sau mỗi đợt thu hoạch, trừ chi phí, gia đình anh Thanh cũng thu lãi trên 15 triệu đồng. Theo kinh nghiệm của các hộ tham gia mô hình, công việc trồng nấm không quá phức tạp, chỉ cần để ý nhiệt độ và ánh sáng phù hợp thì cây nấm sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, nhất là với điều kiện thời tiết khí hậu ở Như Xuân, rất phù hợp để triển khai nhân rộng mô hình. Thì cái nấm này là các nhà khoa học lấy cái phôi giống từ cái nấm lim của chúng ta để về nhân tạo ra cái giống này. Và đến nay chúng tôi trồng lại thì thấy là nó rất phù hợp với cái điều kiện thời tiết khí hậu của Như Xuân. Và chúng tôi đã gửi cái nấm này ra Viện Dược liệu của Trung ương thì người ta đã test hàm lượng là rất đạt. Cái này thì cứ 45 ngày một lứa. Thì một lần gieo giống thì chúng ta thu hoạch được khoảng 3 lứa. Thì một lứa đầu là hoàn vốn, còn bà con có thể là lãi được 2 lứa sau. Ở huyện miền núi Như Xuân, lâu nay người dân chủ yếu chỉ thu hoạch nấm linh chi từ tự nhiên và thường chỉ vào mùa mưa mới có. Sản lượng cũng không ổn định nên giá cao và không đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu dùng. Vì vậy, việc triển khai nhân rộng mô hình trồng nấm linh chi sẽ giúp nông dân nâng cao thu nhập và góp phần đáp ứng nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Đồng thời, đây còn là hướng đi tạo sinh kế cho bà con địa phương, góp phần giảm áp lực lên tài nguyên rừng tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại tuyến đường thanh niên thị trấn Yên Cát, Ban Dân vận huyện ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân đã tổ chức ra quân với chủ đề về đa dạng sinh học hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2020. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới vì một hành tinh xanh, cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên thị trấn Yên Cát đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tổng vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại rác thải, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh với tổng chiều dài gần 1 km, giúp cho tuyến đường sạch đẹp và tạo cảnh quan môi trường của thị trấn xanh, sạch đẹp, thân thiện với con người. Bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của toàn xã hội, thể hiện tính xung kích, tình nguyện. Qua hoạt động này, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân về vị trí tầm quan trọng của môi trường, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, tôn vinh những giá trị của biển đảo, đa dạng sinh học đến toàn xã hội. Từ đó có các hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị lợi ích của biển đảo, đa dạng sinh học đối với cộng đồng, thúc đẩy hành động của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thực hiện chủ đề năm 2020, năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, vừa qua tại xã Cát Tân, Như Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức truyền thông phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xâm hại trẻ em, thu hút hơn 300 hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân tham gia. Tại buổi truyền thông, đông đảo các đối tượng đã được xem vở kịch Tội ác không thể dung thứ, tham gia trò chơi đuổi hình bắt chữ và được giao lưu tương tác cùng nhau về nội dung, tình huống của tiểu phẩm, qua đó nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng xử lý tình huống của khán giả. Buổi truyền thông bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về cách nhận biết dấu hiệu trẻ bị xâm hại, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em, đồng thời đưa ra giải pháp tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, xâm hại tình dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng. Chương trình Trang địa phương hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin và đóng góp cho chương trình xin được gửi về theo địa chỉ phòng biên tập chương trình Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Email: btct.ttva@gmail.com. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.